Chào mọi người, xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng con hút ong bán vào đầu mùa. Nói chung năm nay thì em bán sớm hơn. Thời điểm này thì cũng đã là khá là nhiều các bác hỏi rồi. Độ ẩm bây giờ ngoài Bắc thì ẩm quanh năm các bác ạ. Mặc dù mùa hè nhưng độ ẩm rất là cao, nhà rất là khó chịu. Những bác nào mà mình có điều kiện thì mình cứ sắm máy hút ẩm vào những mùa này. Thứ nhất là giá thành hợp lý, nhiều sự lựa chọn mà mình dùng quanh năm. Ngày xưa thì cảm giác là cái độ ẩm nó không cao như bây giờ. Bây giờ thì lúc nào cũng thấy trong tình trạng độ ẩm rất là cao. Ví dụ như ngày hôm nay này, độ ẩm cũng gọi là trên 70-80%, khá là cao luôn. Cho nên là em bán máy hút ẩm luôn vào đầu mùa. Để các bác có nhu cầu các bác ủng hộ bên em nhé. Một con quai pun hàng thương hiệu của Mỹ, bán rất là nhiều trong năm. Cái dòng máy lành bền, giá thành hợp lý, hút khỏe, điện 220V, công suất hút được 20 lít một ngày các bạn, 20 lít một ngày nhé. Đây là số điện thoại và Zalo của em đây, các bạn. Con này đây, bên em vừa dọn xong, em bán là 2,9 triệu, có giá niêm yết trần. Bác nào có nhu cầu thì mình cứ tham khảo về giá cả, về máy, bảo hành một năm cho các bác. Đây, một con Whirlpool. Bọn này tất cả là đều sử dụng là lốc của Mitsubishi hoặc là Panasonic các bác nhé. Thương hiệu Whirlpool của Mỹ, nhưng mà đa số là linh kiện thì đều là lắp ráp nhập của Nhật hết. Đây. Nó chạy rất là êm, im re luôn, rất là lì, gần như không có tiếng kêu gì, cực êm. Model này các bác nhé, hút là 20 lít một ngày ở độ ẩm 80%. Đối với độ ẩm Việt Nam nó hút được 200 lít, 20 lít một ngày. Công suất chạy kịch là 370W. Đây. Nặng 10,7 kg. Mỏng đẹp, mỏng dính con này. Để rất là gọn nhé. Các tính năng của máy thì rất là đơn giản, dễ dùng. Con này có hẹn giờ các bạn này. Đặc biệt là có thể cài được độ ẩm theo ý 60-70 hoặc 50-60, 40-50 theo ý mình đặt. Cánh gió đảo cái chế độ hút ẩm và sấy quần áo này các bạn này. Nhưng ngày nổ có sấy quần áo được luôn. Dễ báo phần trăm độ ẩm trên này. Nói chung là rất là dễ dùng. Có đèn nano silver để khử khuẩn. Đây là em đã chạy test. Vào mùa này thì cái lượng khách mua hút ẩm nó vẫn còn thưa, cho nên là máy móc chạy test thoải mái quá nha. Đã hút được cả lít nước luôn. Đấy. Tất cả máy em đều chạy test ngon lành, bảo hành 1 năm. Một con Whirlpool thương hiệu của Mỹ đấy các bác nhé. Hãng này thì không phải nghĩ cho bánh xe này. Xe nhé. Đấy, em để mã số 1, 2,9 triệu. Vận chuyển con này đi toàn quốc là mất 100.000 các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ em theo số điện thoại này. Chào các bác.